Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 như sau nhé. Ngày 29 tháng 7 năm 2020, tức là ngày 9 tháng 6 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Quý Dậu, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý. Ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo và giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, ngày Quý Dậu, tức chi sinh cho can, có nghĩa là kim sinh cho thủy, hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kiếm phong kim, kỷ tuổi, đinh mão, tân mão, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi nhé. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành kim cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần các bạn nhé. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020 thứ tư của tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, nên cái vận trình của bạn đang có phần bị căng thẳng trong các mối quan hệ của bạn trong ngày nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý á, bạn cố gắng tranh hơn thua với người khác và không chịu đặt vị trí của mình vào cái vị trí của người khác, khiến cho đối phương bực tức và nóng nảy nữa đó. May mắn là trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang có được thiên tài ghé thăm. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý có được một ngày nhận được một vài cái thông tin liên quan đến sự nghiệp hoặc là thu nhập cho mình nhé. Đó là tin mừng, ví như là có người được tăng lương, khoản đầu tư có lợi nhuận. Ngoài ra, có thể có cái vị khách không mời mà đến sẽ xuất hiện và khiến cho bạn không khỏi lưu tâm đâu đó bạn tuổi Tý nhé. Và ngày thứ tư này này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày kim sinh cho thủy vượng, tương sinh, cho thấy sức khỏe của bạn mệnh lúc này khá chi là tốt. Bạn không lo lắng nhiều khi mà bạn chú ý cái việc ăn uống để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nữa rồi đó. Và bạn tuổi Tý, đối với những người thường bị đau dạ dày, cái thời gian này ăn đúng bữa, ngủ giấc nên bệnh tình cũng khá chi là khả quan, tán phát bệnh với bạn nữa rồi nhé. Và tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, bạn cần phải thôi chê trách người khác đi đó. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn cần phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa bạn nhé. Và tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn chỉ cần bạn quyết tâm là làm được những điều bạn mong muốn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn đừng có đổ lỗi tại hoàn cảnh mà vì sao bạn lại có những cái lỗi lầm như vậy nhé. Và tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn đang có báo hiệu chuyện buồn về cái chuyện tình cảm đó. Về sự nghiệp nói chung của bạn tuổi Tý đánh giá 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, cái chuyện tình cảm của bạn 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay, số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020 thứ tư của bạn tuổi Sửu.
Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu, cho thấy cái vận đào hoa đang ghé thăm bạn tuổi Sửu. Đặc biệt là đối với những bạn còn độc thân thì bạn hãy tận dụng tối đa lợi thế của bản thân mình, bạn tuổi Sửu nhé. Đối với những bạn đã có gia đình rồi, đây là cái ngày tương đối là tốt với bạn để cho bạn chia sẻ những cảm xúc, dù cái điều này có thể đòi hỏi ở bạn cái sự nhận lại nhiều hơn, bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp phải tỵ kim xuất hiện. Cái điều này có thể xảy ra không đúng với những cái kỳ vọng của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay, đặc biệt là làm cho bạn có cái sự phiền muộn. Thực ra là nếu như bạn bớt hy vọng quá cao về cái điều gì đó sẽ tránh được cái cảm giác thất vọng hơn. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy xem mọi cái sự thay đổi đó là lẽ thường tình, bạn sẽ không còn phải bận lòng quá nhiều về cái chuyện đó nữa. Bạn có biết mình thuộc con giáp như thế nào không, bạn tuổi Sửu? Và để bạn chuyện mình mạnh mẽ thì bạn cũng cần phải cố gắng lên như diều gặp gió nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn đang gặp được ngày ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tương đối là tốt. Tuy nhiên, bạn tuổi Sửu, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, lười tập luyện thể dục thể thao. Vào mỗi buổi chiều chính là cái thời gian để cho bạn ở bên gia đình, bạn bè cùng nhau đi dạo và tận hưởng những cái giây phút thật sự là thoải mái giữa thiên nhiên, bạn tuổi Sửu nhé. Đối với bạn tuổi Ất Sửu thuộc kim, bạn đừng có mất nhiều thời gian với những cái đối tượng sai lầm nhé. Đối với bạn tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, có người đang lừa dối bạn đó. Và bạn tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, tình cảm của bạn thì được khởi sắc. Đối với bạn tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn hãy để cái chuyện cũ qua đi, đừng có quan tâm, bận tâm quá nhiều nhé. Đối với bạn tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn đừng có chê trách bản thân mình vì những cái lỗi lầm hay là những cái khuyết điểm của mình, bạn nhé. Đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, cái chuyện tình cảm của bạn 5 sao. Về con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Dần. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần á, cho chúng ta thấy rằng là trong cái vận trình của bạn trong ngày đang có chính quan hỗ trợ, nên bạn tuổi Dần rất có thể sẽ gây ấn tượng đặc biệt đối với người xung quanh, để lại nơi họ ấn tượng và cái sự đánh giá cao của bạn đó. Vì thế, đây là ngày mà bạn tuổi Dần nhận được nhiều cái tín hiệu quan tâm và lời khen ngợi từ những người xung quanh nhé. Nhưng trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc, cho nên bạn cần phải cẩn thận với cái nguồn tài chính của mình, nên cẩn trọng, cái điều này thực sự rất quan trọng, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài chính. Bạn hãy đảm bảo rằng bạn có những cái kế hoạch phù hợp và khả thi, bạn tuổi Dần nhé. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần á, ngày này bạn cũng không nên trị bệnh, vì thế bạn nhớ tránh cái sự châm chích tác động vào cái vị trí của cơ thể mình nhé. Đối với tuổi Giáp Dần thuộc thủy, trong ngày này bạn đang có cái điểm báo rẻ mất tiền của. Đối với bạn tuổi Bính Dần thuộc hỏa, công việc của bạn ngày này báo hiệu có được cái sự thuận lợi. Bạn tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tự làm mình vui trước đó. Và bạn tuổi Canh Dần thuộc mộc,
Trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu có người sẽ giúp đỡ bạn. Đối với bạn tuổi Nhâm Dần thuộc Kim thì ngày này bạn không thể đối diện với chính mình nhé. Về sự nghiệp, được đánh giá là 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này là số 5, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Mão. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, trong ngày này xem tử vi của bạn đang có cái điềm báo bạn cần lưu ý, đó là những cái mâu thuẫn có thể nảy sinh trong gia đình dưới cái sự tác động của ngũ hành lục xung, nhất là khi bạn giao tiếp với người lớn tuổi và bạn cần phải đặc biệt chú trọng, không nên nói nhiều, bạn nên kiên nhẫn và tránh cái sự tranh cãi với họa bạn tuổi Mão nhé. Nhưng may mắn là trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái khả năng thích ứng của bạn rất chi là tốt, không được. Nhất là khi mọi tình huống diễn ra cứ xoay chuyển liên tục. Tuy nhiên, nửa sau của ngày sẽ hứa hẹn là những cái giây phút đẹp đẽ với bạn. Chậm rãi hơn, bạn có cơ hội để hoàn tất nốt những cái công việc còn dở dang trước khi có một buổi tối thư giãn bạn tuổi Mão nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày cũng có ngũ hành tương khắc nhắc nhở bạn mệnh nhất định phải coi trọng tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này là tránh tối đa các hoạt động liều lĩnh có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe không an toàn, ví dụ như là sử dụng chất kích thích, đi đường thì nên đội mũ bảo hiểm, đi đứng chậm rãi an toàn bạn nhé. Về tuổi Ất Mão thuộc Thủy trong ngày này, bạn cần buộc bớt cái tôi quá lớn của mình đi. Đối với bạn tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, bạn hãy đối diện với cái sự rắc rối và giải quyết vấn đề một cách ổn định, nhuần nhã bạn nhé. Đối với bạn tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo dễ bị ốm vì thời tiết. Đối với bạn tuổi Tân Mão thuộc Mộc, tình duyên của bạn có phần lận đận. Đối với bạn tuổi Quý Quý Mão thuộc Kim, bạn đừng có cố gắng trở thành một người khác nhé. Đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày này 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày này, số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Thìn. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày ngũ hành lục hợp. Cho nên cái điều này chia chở cho bạn có được cái sự dịu dàng và bạn dịu dàng hơn trước những ngày trước đó nhé. Khi đối mặt với khó khăn, bạn cũng không vì thế mà lúng túng, bạn có được cái sự điềm tĩnh hơn và có thể hỗ trợ được cho người khác nữa đó. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn cần nhớ rằng cân nhắc thật kỹ lưỡng những cái thay đổi trước khi tiến hành, thực hiện. Cái sự vội vàng sẽ không đem lại cho bạn kết quả như mong đợi được nhé. Nhất là khi có kiếp tài xuất hiện, cái điều này khiến cho nhiều người không thể nhanh chóng thích nghi được với mọi hoàn cảnh đâu đó. Nhưng bạn tuổi Thìn, bạn cũng đừng vì thế mà ngại thoát khỏi những cái khu vực an toàn, những thứ khiến cho bạn cảm giác thấy buồn chán rồi đó. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn đang gặp được ngày kim sinh cho thổ,
Cho nên bạn Mạnh thấy cái nguồn thu nhập của mình khá chi là ổn. Bạn chỉ mong có được cái cuộc sống an toàn, ổn định và không trông mong vào những trò chơi may rủi như mọi người vẫn đang theo đuổi đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn ạ, bạn hãy duy trì kế hoạch tiết kiệm tiền bạc hiện tại mà bạn đang thấy rất chi là tốt rồi. Về tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, trong ngày này bạn hãy nhìn thẳng sự vào sự thật nhé. Về tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn cần tránh đổi ý kiến bất ngờ. Tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, chỉ bạn mới hiểu được chính mình. Tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn đừng có bận tâm quá với quá khứ nhé. Tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, sai lầm thì sửa, đừng có sợ hãi bạn nhé. Về sự nghiệp, đánh giá chung 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe của bạn tuổi Thìn trong ngày này được đánh giá 4 sao, tình cảm của bạn 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn, số 2, số 4, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ ngày này, bạn đang gặp được ngày tam hợp. Cái điều này báo hiệu cho bạn có được cái dấu hiệu tốt. Bạn tuổi Tỵ muốn mở rộng trái tim mình, đừng lo sợ khi yêu thương ai đó thật lòng. Có thể người khác sẽ cho rằng bạn sẽ bị thua thiệt, nhưng nếu như bạn không được cảm nhận tình yêu đích thực thì bạn cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu đấy bạn tuổi Tỵ nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, ngày này có thể nhờ vào thiên ấn chiếu mệnh mà bạn tuổi Tỵ có được một món quà vô cùng ý nghĩa nữa đó, ví như là cái lời khen ngợi, khen thưởng, những lời động viên, sự thăng cấp hoặc là một kỳ nghỉ giá trị với bạn đó. Một nhân vật thú vị nào đó cũng có thể đến trong cái cuộc sống của bạn và đem đến cho bạn những mối quan hệ và những cái câu chuyện, những cái cuộc trò chuyện cực kỳ là ý nghĩa với bạn luôn nhé. Tuy nhiên á, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành tương khắc. Cái điều này không tốt cho cái vấn đề tiền bạc của bạn mệnh trong ngày nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tỵ trong ngày này là tránh tối đa cái việc mua sắm phung phí, có thể ảnh hưởng đến cái việc hầu bao ví tiền của bạn đó. Về tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, trong ngày này bạn được yêu thương một cách trọn vẹn. Về tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn có kết quả đáng mừng trong công việc nhé. Về tuổi Tỵ thuộc mộc, bạn hãy tìm hạnh phúc trong những cái điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống. Đối với bạn tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn đừng có lười nhác nữa, hãy suy nghĩ, đứng lên và hành động nhé. Đối với bạn tuổi Quý Tỵ thuộc thuộc thủy, bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong ngày rồi đó. Về sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày này được đánh giá 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe của bạn 4 sao, các chuyện tình cảm của bạn cũng rất chi là tốt, được đánh giá là 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ và tuổi Dần nhé. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Ngọ có được cái cơ hội gặp gỡ một cái nhân vật mới mẻ nào đó. Người này sẽ mang lại cho bạn tuổi Ngọ cái nguồn cảm hứng bất tận trong công việc luôn nhé. Và bạn tuổi Ngọ có thể nói người này sẽ đón nhận bạn đúng như những gì mà bạn vốn có và làm bạn
vô cùng là hạnh phúc. Bạn hãy tự tin vì bạn thuộc chắc chắn con giáp tiến tới thành công nhờ cái mức độ tính kiên trì của bạn. Đó. Tuy nhiên á, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp ngày kim xung khắc với hỏa. Cái điều này nhắc nhở bản thân bản mệnh tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng hơn trong cái vấn đề liên quan tới tiền bạc. Có nhiều cái khoản không đáng phải chi trong cái lúc này thì nên hạn chế cái việc tiêu tiền trong cái thời gian này bạn tuổi Ngọ nhé. Có khá nhiều việc bạn cần phải chi tiền, nếu như bạn mua sắm liên tục thì sẽ sớm bị rộng túi sớm đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang có cái vị trí thai thần ở bếp lò hoặc là bếp than, do đó thai phụ sẽ không nên dịch chuyển vị trí hoặc là tiến hành tu sửa những cái đồ vật trong nhà nhé, tránh cái sự làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ lẫn thai nhi đó. Về tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, trong ngày này bạn cần phải có cái sự kiên nhẫn hơn nữa. Về tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, trong ngày này bạn luôn sẵn sàng cho mọi công việc luôn đó. Tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, bạn cần phải giữ cái ví tiền của mình cẩn trọng, kẻo lại mất ví hoặc là rộng túi lúc nào không biết nhé. Bạn tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn cảm nhận của bạn rất chi là đúng rồi đó. Tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, công việc của bạn có bước tiến triển mới rất chi là khởi sắc rồi đó nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Ngọ trong ngày này rất chi là tốt, được đánh giá là 5 sao. Cái nguồn tài lộc của bạn 3 sao, sức khỏe của bạn 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này là số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Mùi. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Mùi đang gặp tỷ kim xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Mùi đang có cái tin buồn và lời nhắc nhở cho bạn, bạn cần phải nỗ lực và cẩn thận hơn nữa nhé. Bạn tuổi Mùi, bạn đừng có vội vàng, hấp tấp khi bước vào những cái bước dài trong cái con đường tương lai. Mọi quyết định được đưa ra đều cần phải được cân nhắc nhằm tránh cái sự nuối tiếc về sau này bạn tuổi Mùi nhé. Tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mùi là đừng nên bi quan, thiếu đi cái sự tự tin khi đứng trước mọi người, nhất là trong cái môi trường công việc đông người. Và vào buổi chiều, bạn tuổi Mùi, bạn hãy đến thăm những người đang cần cái sự quan tâm và chia sẻ của bạn nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, cái thời điểm này bạn nên làm là nên khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp hay là sửa chữa phần mộ, chỗ cửa, thao nước, các cái việc về thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu về kinh doanh cũng sẽ tốt với bạn đó. Về tuổi Ất Mùi thuộc kim, trong ngày này bạn không nên quá tin vào cái lời hứa hẹn nhé. Tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, lựa chọn cái quan hệ một cách khôn ngoan với bạn đó. Về tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, cái gì nhiều quá chưa hẳn đã là tốt với bạn đâu đó. Về tuổi Tân Mùi thuộc thổ, kiên trì duy trì cái thói quen tốt của bạn đang có nhé. Về tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn tránh mơ mộng xa rời thực tế đó. Đánh giá chung về sự nghiệp 3 sao, cái nguồn tài lộc của bạn tuổi Mùi trong ngày này 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn số 8, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão,
tuổi Dần. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Thân. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này cái vận trình của bạn tuổi Thân đang gặp được tam hội cục nâng đỡ. Cái điều này bạn tuổi Thân nên dành thời gian cho gia đình và những người thân thiết, bạn sẽ tìm thấy cái cảm giác dễ chịu hơn rất chi là nhiều đó nhá. Tuy nhiên bạn tuổi Thân đừng nên cố công đi tìm tiếng nói chung với người không biết thông cảm, không cố gắng tránh họa ra thì tốt hơn bạn nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân cần phải cảnh giác, nhắc nhở, cố gắng trong cái việc kiểm soát những cái cảm xúc của mình. Điều đó hết sức là quan trọng với bạn, nhất là đối với những bạn đang làm việc trong cái môi trường nhiều sức ép, có nhiều áp lực. Bạn đừng vì lỡ lời quá với một ai đó mà bị chỉ trích hay là bị nghỉ việc nữa đó. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, khí vượng mang lại cho bạn mệnh có cái cảm giác bồn chồn, có thể là vì bạn đang nhung nhớ một người nào đó mà đã lâu nay bạn không tương tác, nói chuyện, giao tiếp với họ. Vì vậy, tại sao bạn không chủ động nhấc máy lên và liên lạc với họ đi bạn nhé. Về tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tìm được người hiểu mình trong ngày rồi đó. Về tuổi Bính Thân thuộc Thổ, chỉ cần bạn tiến bộ hơn trong ngày hôm qua là được. Tuổi Canh Thân thuộc Mộc, bạn đừng có nuôi kỳ vọng quá lớn nhé. Về tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, thành công lớn nhất là chín tháng chính mình với bạn đó. Về đánh giá chung sự nghiệp 3 sao, cái nguồn tài lộc của bạn tuổi Thân trong ngày này được đánh giá là 3 sao. Về sức khỏe 3 sao, tình cảm của bạn có phần nhịn hơn 4 sao. Về con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Dậu. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu, bản tính của bạn có phần dễ nóng giận, buồn phiền vì bạn không hài lòng với những việc mình đang làm, cũng như là việc người khác đã làm đâu đó nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bạn hãy nhìn nhận ra cái vấn đề của mình và xử lý mọi việc bạn nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, ngày này may mắn là bạn đang gặp được ngày có cơ hội thực thần xuất hiện, mang tới cho bạn tuổi Dậu ví như là một nhân vật đặc biệt sẽ giúp bạn có những cái mối quan hệ mới mẻ và giá trị trong công việc, sự nghiệp và trong tương lai của bạn nữa. Đây là ngày mà bạn tuổi Dậu có được cái sự may mắn, có thể sẽ làm mỉm cười và đem lại cho bạn những thành quả giá trị, thành công. Và bạn tuổi Dậu với cái điều kiện là bạn phải đủ tin tưởng vào bản thân mình và đừng quá căng thẳng bạn tuổi Dậu nhé. Và cũng đừng có chú tâm vào những cái vấp vả nhỏ nhoi trong cuộc sống nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này sức khỏe của bạn mệnh không được tốt cho lắm. Lúc này bạn nên nhớ rằng ăn nhiều hoa quả, ăn thêm các loại hạt vì đó là cách ăn vặt lành mạnh, tốt cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn nên sắp xếp để hoàn thành công việc xong sớm, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, trong ngày này bạn đừng có ghen tị với người khác nhé. Về tử vi tuổi Đinh Dậu
thuộc hỏa, bạn nên tha thứ cho cái lỗi lầm của người khác và nên mở rộng trái tim mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tình cảm của bạn có phần được tốt đẹp, nở hoa nhé. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn không nên nghĩ ngợi quá nhiều vì cái lỗi lầm của mình trong quá khứ nhé. Và tuổi Quý Dậu thuộc kim, khó khăn đã tạm qua rồi với bạn. Bạn có thể dành nhiều thời gian sắp xếp công việc để nghỉ ngơi bạn nhé. Về đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Dậu trong ngày này 4 sao, cái nguồn tài lộc 4 sao, sức khỏe của bạn 3 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, tuổi số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy rằng là trong cái vận trình của bạn tuổi Tuất ngày này, bạn đang gặp ngày Dậu Tuất tương hại, cho nên bạn tuổi Tuất dễ gây xung đột với mọi người hơn vì tính cách nóng nảy, không biết khiêm nhường đó. Nhiều người sau khi nhìn nhận lại cái sự việc sẽ cảm thấy hối hận, và để tránh lặp lại cái tình huống tương tự, bạn nên tiết kiệm lời, biết kiềm chế bản thân bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đó, nhắc nhở bạn, bạn nên có cái nhìn cụ thể hơn về tương lai, thay chỉ vì biết sống ngày hôm nay mà quên mất những cái kế hoạch cho ngày mai bạn tuổi Tuất nhé. Nhất là ngày hôm nay đang có kiếp tài chiếu mệnh, bạn cũng nên tránh tối đa cái việc khoác lác hay là đưa ra những cái lời hứa khó có thể thực hiện được, làm cho ai đó cảm thấy buồn vì bạn thất hứa với họ. Mọi bước đi cần có cái sự tự tin và độc lập nhất định, bạn đừng quên cái điều đó bạn tuổi Tuất nhé. May mắn là trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn đang gặp được ngày có kim dưỡng cho thổ, cho nên có cái sự thuận lợi cho chính bạn, bạn tạo ra cái năng lực cho mình. Ngày hôm nay có liên quan một số tới cái dự án thành công, hoặc có thể là những cái cuộc gặp gỡ ý nghĩa, những cái phút giây trò chuyện vui vẻ với bạn trong ngày nhé. Về tuổi Tử Vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, trong ngày này bạn nên thành thật nhé. Tuất trong ngày này thuộc thổ, sự chân thành hóa giải mọi cái xung đột của bạn với mọi người trong ngày đó, kể cả hóa giải những cái xung đột với bản thân mình nhé. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn cần phải tập trung thêm cho cái công việc của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn đừng giữ mãi những cái hờn rất hờn ghiên hờn giận vu vơ nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn không cần phải giải thích nhiều, người khác cũng có thể hiểu được ý định của bạn truyền đạt hay ý định của bạn đang làm rồi nữa. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này là số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi ngày 29 tháng 7 năm 2020, thứ tư của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đã gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi đang có cái tín hiệu vui trong công việc nhé. Một cái dự án nào đó tiêu tốn của bạn vô khối cái thời gian và tâm sức, cuối cùng cũng sắp đi đến cái giai đoạn hoàn thành rồi đó. Vậy thì đây chính là cái thời gian để cho bạn tận hưởng những cái ngày vui vẻ, ngày hè còn lại, không khí thật nhiều niềm vui và tiếng cười, hoặc là xích lại gần hơn với bạn bè, người thân bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi,
ngày này bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại cho cái vận trình của bạn có cái lợi thế để cho bạn phát huy cái năng lực. Nhờ đó mà tiền bạc của bạn cũng đang có cái dấu hiệu tăng tín trong cái thời gian này với bạn nhé. Nhất là với những ai chăm chỉ làm thêm, lúc này bạn kiếm được cái khoản tiền kha khá nữa rồi đó. Và ngày này với bạn tuổi Hợi á, nếu như về sức khỏe của bạn thì bạn cần phải cân nhắc như là đầu gối, bàn chân, sau ống chân, tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở cái vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, cho phép bản thân bạn được nghỉ ngơi đúng lúc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, thành công đến trong tầm tay của bạn nữa rồi. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn đừng cố trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người nhé. Về tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, tìm hạnh phúc trong những cái điều bình dị là rất chi là phù hợp với bạn trong ngày. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn nên thử thách bản thân một chút đi bạn tuổi Quý Hợi nhé. Về đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi Hợi trong ngày này là 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn 4 sao. Về con số may mắn, số 2, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hãy đăng ký kênh và theo dõi video của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.